Trân Hoan chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Thử Tài Siêu Nhí mùa 3. Lại là Minh Sự đây, kính thưa tất cả quý vị. Rất là nôn nóng để gặp lại tất cả quý vị khán giả của chương trình này. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào buổi trưa ngày hôm sau lúc 12 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý vị thân mến, có thể nói tuần vừa qua là một cuộc chiến rất là khốc liệt bởi vì chỉ có 13 tiết mục dự thi mà thôi. Đêm nay thì tất cả các thí sinh còn lại của chúng tôi cũng rất là háo hức nhưng bên cạnh đó cũng vô cùng hồi hộp. Và để xem tối ngày hôm nay các chiến binh nhí của chúng ta thể hiện như thế nào. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau đến với tiết mục dự thi đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời! Từ ngàn xưa, khi trời đất đảo lộn, dáng dấp còn rung chuyển mơ hồ. Lúc đó, trên thiên đình có một côn trùng mà người thần tiên cho nó là con sâu xấu xí. Đã phá hoại đi những trái đào tiên của Dương Mẫu Nương Nương, nên tổ sư Tiên Ông đã nhốt những con sâu này vào một cái lồng nhỏ, xem như là sự trừng phạt mà người đời sau này gọi là cái kén. Mà thật lạ thay, trời lặng lẽ không rời. Vài lời gọi đến muôn phương, niềm khao khát, ước vọng, niềm thương. Mơ được tung đôi cánh, đêm say đắm đuối bên đàn, lượn cánh bay nhẹ nhàng du ngoạn thần. Mây dược sóng gào, đâu mà vàng con
Và đó chính là Phương Nhi. Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Cảm ơn chương trình Thử Tài Siêu Nhí đã chịu đầu tư. Tới giờ phút này tôi còn chưa bao giờ tôi được đeo một cánh bướm đẹp như vậy. Rồi cái bột đó là lông thâm, bông gòn, dáng cứ cả đêm chứ. Chứ không phải là dừa. Chắc cũng tâm nậm nhảy mũi dữ lắm, lông nó bay. Rồi con nhỏ đeo hai cái lông chỉ đó cũng phải 3 triệu, 3 triệu hơn. Mà nó gãi một cái là thôi rồi, ông đại ông đền. Cái cặp lông đó mày đẹp quá. Mà mặc cái này ra trời ơi. Vơ đét luôn. Ồ dễ thương vơ đét luôn. Mà con lai lai cái hồ quảng á. Trời hồ quảng nó khó. Mà đẩy ra. Rồi bà đẩy xe vô. Rồi bà đẩy xe ra lần nữa. Mà tôi lo tôi sợ bà mệt bà hiểu không. Vô lấy cây thương lại đây tôi chết rồi. Vừa mới lấy cây thương lại đây tôi chết chứ tôi không còn nói chưa đâm tôi cây kiếm nào tôi chết rồi. Đâu cần tôi nói bả vừa mà lấy cây thương ông ơi. Đâu cần tới cái thương chị mới ló hai còng lông trĩ đó thôi. Đó vậy là cái cánh là nín rồi. Lúc mà lắc cây thương mà bà đẩy ra, rồi bà đẩy vô, bà đẩy ra. Nói gì nữa con ơi, cái tiết mục này nó hay quá mà nó 8.000 thứ có trên trời nữa. Tiết mục này là bà ngoại, bà nội, cô thích luôn. Con nít đứa nào cũng thích hết trơn á. Trời ơi, một ra cái cánh. Nói chung là cái tiết mục của con là tiết mục là xuyên tâm liên đó. Một lượt và bắn ba thế hệ. Hiểu rồi, không? Rồi, à. Con nói gì nữa, xuất sắc rồi. Tiết mục này của con á, thứ nhất là màu sắc. Cái thứ hai là về những gọi là những cái chiêu trò để hấp dẫn khán giả. Tạo hình của con, rồi cái cách con hát, cái cách con diễn. Mà đặc biệt cái cách con nói lối trong những cái bài bản ca cải lương đó đó. Ca hồi quảng đó đó. Nó rất là ra luôn. Chứ không phải cái kiểu như mình là tân nhạc rồi bây giờ mình trọ trẻ mình hát, mình nói đâu không có đâu. Rồi chưa kể là vũ đạo của con nữa. Vũ đạo của con từ những cái ban đầu khi mà con uyển chuyển trong cái kén rồi con nhọng ha, rồi từ từ mình lột xác mình hóa thân thành bướm, rồi khi con cầm cái thương nó vô nữa con uy nghi, con dũng mãnh, con bay lên trời, cái kiểu như vậy đó. Lúc mà cái chân bên trái của con đá cây thương á, cô Hương để ý dữ lắm nha. Coi có cái thế lên nó đẹp làm sao phải không? Bà cái lên bà đẹp lắm con, bà ơi. Cái gương mặt của con nữa, tại vì khi mình diễn những cái tuồng cổ kiểu cái lương hồ quảng như thế này nè, cái gương mặt đặc biệt là đôi mắt phải có cái thần, phải có cái sắc của nó. Nếu mắt, như mà chị được không? Hả? Mắt chị giống như là đi ăn thịt người ta cái nơi luôn rồi. Chị ơi chị dữ quá, còn đây con bướm thôi. Thành ra là tất cả mọi cái đó nó tạo nên cho con một cái tiết mục hấp dẫn, màu sắc. Chúc mừng con. Nhưng mà phải cảm ơn chú Quốc Đại nữa. Bởi vì cái đoạn đầu tiên là chú đọc là dòng chú Đại hỗ trợ vỗ tay cho chú Đại. Cái bài này ý tưởng từ đâu mà em có? Em cũng ngủ nhiều đêm em trăn trở. Em thấy em chưa biến thành bướm được hay sao? Không, thì thật sự là Quốc Đại muốn con sẽ làm một cái tiết mục về hồ quảng. Bởi vì bản thân Quốc Đại là rất là mê cả bộ môn cải lương hồ quảng. Nên Quốc Đại cảm thấy nếu như mà hợp với con thì Quốc Đại sẽ làm một tiết mục thiệt là xuất sắc dành tặng cho con ở cái Thử Tài Siêu Nhí kỳ này. Và cho tới hôm qua thì khả năng con hoàn thành nó cũng chỉ là trên trung bình được xíu. Nhưng mà hôm nay thì lên sân khấu thì thầy hoàn toàn bất ngờ khi mà con quá thân vậy. Cảm ơn con rất nhiều. Đa tạ, quá đẹp đó mà. Qua là con kén đó chị em. Con kén. Con này mới quá bướm. Con kén quá đó. Bướm rồi. Hôm nay là tao quá thành con bướm rồi. Một tràng hổ tê cho Phương Nhi. Đi bộ vô luôn đi con. Đi bộ vô luôn. Đi vô. Đi vô luôn con. Đi bộ vô. Ủa đúng. Đi bộ vô thiệt. Đi kêu đi bộ. Dạ, đi bộ đó chứ. Kêu đi bộ đi là bộ. Đi bộ là đi vậy nè chứ không phải là đi cái bộ trong kia. Ờ còn này nó đi bộ thiệt. Có thể nói các bạn nhỏ của chúng ta bên cạnh tài năng thì các bạn ấy còn thể hiện bằng rất nhiều cái cảm xúc của mình thông qua những cái tiết mục. Và tiếp theo sau đây cũng sẽ là một thử thách về cảm xúc đến từ đội Siêu Sao Nhí. Và cô Hình Mến cũng như cô Tú Mi đã thử thách học trò của mình, đó chính là Minh Vi như thế nào. Hãy cùng nhau theo dõi tiết mục ngay bây giờ. Xin mời. Một chủ nhà hàng lớn vậy nè, nên cha con bận lắm. Rồi cô giáo của con mới nói, vậy bữa nào cô dẫn cả lớp tới nhà hàng của cha con có được giảm giá không? Rồi con mới nói, đương nhiên là có rồi. Bịt bịt.
chơi gì, ai về không phải. Sao giờ này chưa ngủ, nói cha nghe coi. Con muốn chờ cha về nên con chỉ giả bộ ngủ thôi à. Ờ vậy hả? Ngày mai sinh nhật của con sẽ rủ mấy bạn và cô giáo tới nhà hàng của cha để ăn sinh nhật của con. Nhà hàng của cha hả? Ừ. Cha sẽ đặt một bàn tiệc. Rồi ngày mai con mời cô giáo với lại bạn tới đó nghe chưa? Dạ chịu. Còn bây giờ thì đi gì, đi đâu? Đi ngủ đúng không cha? Đúng rồi, đi ngủ nè. Đi ngủ thôi. Cha không có sao mà sao con đang đi sinh nhật mà con ra đây chi vậy? Hồi nãy con không thấy cha nên con mới đi tìm cha. Cha xin lỗi. Hôm nay sinh nhật của con mà cha không có chăm sóc cho con được. Thôi bây giờ con ra ngoài kia đi, con chơi với bạn nghe nha. Thôi tụi mình đi về luôn đi cha. Cha xin lỗi nha, làm cho con mất vui ngày sinh nhật rồi. Trời đất quỷ thần ơi, ta nói quay vòng hả con? Xinh lung linh như công chúa luôn, đẹp quá. Hai cha con đi đâu mới vàng mặt đẹp dữ ha? Hôm nay là cái gì của con? Dạ, hôm nay là sinh nhật của con đó bác. Trời ơi, sinh nhật của con luôn. Mới đãi nhà hàng về đúng không? Dạ. Thôi bây giờ con kêu bác con vô nha. Dạ, con chào bác, con vô. Rồi, đi vô đi ngủ đi con nha. Chị ơi, chị kiếm tôi giờ này có chuyện gì không chị? Ủa mắc cười à? Tôi là chủ của cái nhà này, tôi gặp anh
anh để làm gì? Để đòi tiền nhà chứ làm gì? Mà mắc cười quá ha. Tôi điện cho anh từ sớm tới giờ không bao giờ anh bắt máy, làm sao tính trốn tôi hả anh? Dạ cũng xin lỗi chị, tại tôi đang đi làm á cho nên là tôi không giữ máy. Tôi nợ. Thôi mệt. Nghĩ sao vậy? Tôi nói nghèo thì nhận đại nghèo đi. Nghèo mà bày đặt đãi tiệc sinh nhật của con ở nhà hàng, ăn mặc cho đẹp vô, rút ruột nợ ngập đầu. Có ngon có giỏi móc tiền ra trả tiền nhà cho tôi đi. Dạ thưa chị, tôi cũng thiếu hết 3 tháng rồi. Chị cố gắng cho tôi vài hôm nữa đi. Gắng hoài, tôi mắc mệt anh quá à. Thôi giờ ráng cuối tháng này gom góp tiền ở đâu đó trả cho tôi tiền nhà. Xong hai cha con cuốn gói đi luôn nha. Để tôi bán cái nhà này chứ cho mấy người vậy mướn nhà sợ quá à. Dạ xin lỗi chị, tôi sẽ cố gắng. Dạ. Tôi đi à, cuối tháng không có ra đường ở xiết đồ luôn đó. Bực bội. Sao cha nói dối con? Cha nói công việc của cha rất tốt. Tại vì con còn nhỏ quá cho nên cha không muốn những cái chuyện mà của người lớn mà con biết được. Cha chỉ muốn rằng là con phải học hành cho thật tốt, nghe lời của cha nha. Con cũng xin lỗi cha. Con tưởng cha là chủ nhà hàng, con tưởng đây là nhà của mình nên con đã khoe với các bạn và cô giáo. Con xin lỗi cha. Từ nay con không dám vậy nữa. Con không có lỗi gì đâu. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền nhiều dấu ơi. Từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương hiền hòa. Xin được chúc mừng cho Minh Vy. Bé Vy diễn được, thoại được, hát được, nhưng mà dồn lại làm một lúc nhiều thứ, làm cho lát nữa con thoại cứng đơ à. Cái khúc đầu dễ thương nó thoại từ lum tà la vậy mà nó đúng ha. Mình con nít mà mình thoại theo của mình, con mình thoại mà theo cách dạy một hồi là tự nhiên nó bị rập khuôn và không có thấy dễ thương nữa. Như là cô đã từng nói, một món ăn đổ nhiều thứ vô quá không thấy ngon nữa ha. Phần này là do lỗi người dàn dựng, vì có huấn luyện viên cho nên buộc cô Hương phải nói vậy để làm cho con tốt hơn và hay hơn. Còn con là giỏi rồi ha, hát cũng được, diễn cũng được, diễn kịch rồi còn vô bi đồ gì nữa nha. Rồi yên tâm. Cảm ơn cô Diễm Hương. Xin mời chú Nghĩa. Bé Vy á, diễn dễ thương, nhí nhảnh hồn nhiên, đúng lứa tuổi của con cũng được. Rồi khi con vô cảm xúc cũng được luôn, mà khi con vô cảm xúc á, nó nhẹ nhàng lắm, nó không thấy cố tình, nó không có bị làm quá lên, không phải khóc mà cho người ta biết là tôi đang khóc. Tức là con diễn mọi cái nó nhẹ nhàng từ bên trong con nó toát ra. Mà đó là cái điều rất là đáng quý. Diễn chân thật ở cái độ tuổi của con mà diễn được như vậy là rất là hay. Chỉ là tiết mục nó hơi dài, hơi tiếc một chút thôi. Chứ còn riêng về phần con làm rất là tốt bữa nay. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Và xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều vì đã nhận xét rất là công tâm dành cho mỗi tiết mục. Ngay bây giờ đây, tất cả chúng ta sẽ thay đổi không khí một tí xíu với bài Tân Cổ Sa Mưa Dông, được thể hiện bởi bạn Trung Hậu đến từ lớp học Mây Ngũ Sắc. Xin mời. Mày lại eo về
mẹ gần về chưa? Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè, con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Dòng con với bao kỷ niệm ngày xưa thương nhớ lại đông đây. Những kỷ niệm đã theo con suốt tháng năm dài, con như mái lá nghèo gió mưa tới tà, rung rung trong giông bão. Trời đẹp nắng lên, mái lá nghèo không còn giá lạnh nữa. Cả nhà vui bên bữa cơm nghèo, nhưng buổi chiều trời đã mưa giông nước, cha mẹ đã đi đi mãi không về. Trên sông buồn mưa tạnh, con ngồi khóc một mình, muốn chút cạn thâm tình nở theo hương khói bay bay. Trời sao bài cánh lá lai cho quan nghẹt lắm tay, giông bão chỉ một ngày mà
bao nỗi đắng cay. Lòng không nguôi thương nhớ lệ thấm đen nhang tàn trong mưa ảo mơ màng. Con thấy lại mẹ cha dù mang thân diện sư hồn vẫn ở quê nhà. Trời tan cơn mưa thì trời lại nắng, nhưng con biết tìm đâu cha mẹ ở trên đời. Trời không xa mưa giông nơi quê người xứ lạ, con vẫn nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong bao năm. Con đợi con chờ và đó chính là Trung Hậu. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất nhiều. Con biết là lúc con hát á, cô Hương phải kêu hết cả mọi người nhìn giùm tôi có thằng bé hay là một cái ông cụ 60 mấy tuổi bận bộ bà ba đứng hát, cái giọng con nó già tới như vậy. Mà điều quan trọng là con giống cực kỳ Hoài Linh đó, con biết không, bận cái bộ bà ba nâu ốm tông ốm teo đứng ở trên cầu, tôi lo hết sức, tôi sợ gió rớt ông xuống dưới rồi ông đi lẩn thẩn ông xuống đây ông hát. Tôi cứ hỏi nó chắc nó 60 mấy rồi. Chiều tới cái ngày mà chiếu cái này nè, cô cầu mong cho nó mưa thiệt, rồi ngồi ở nhà rồi mở con lên con hát. Con cảm ơn. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái vũ đòn của con diễn sâu lắm, con biết không? Cầm cái cây trống trống đi, lum khum như nè. Thấy thương quá. Mặc áo tơi cho vừa lòng. Nó ra đó nó nằm bẹp xuống. Trời đất ơi. Rụng tim. Không còn gì để nói nữa. Chắc đè hung. Con trai xuống cho tôi hung cái đè. Được. Đè, cô hung một cái con. Con ở đâu? Dạ, con ở An Giang. An Giang hả? Trời ơi, cho cô bắt tay con cái nghe. An Giang, ở khu vực nào con? Con ở chỗ nào của An Giang? Dạ, con ở Kinh Đào. Kinh Đào hả? Kinh Đào, chú nghĩ hay về An Giang lắm. Chúc mừng quê hương An Giang. Có một thằng nhỏ thật thà, dễ thương, hát hay đụng nóc nha. Nghe thôi, con. Thôi gì để con. Cô Đăng Trang, xin mời cô. Với những cái màu sắc âm giọng như thế này á, là nó lợi thế về cái âm vang sáng. Bởi vì đây là giọng tenor, giọng cao. Thành ra là chắc chắn là sẽ bị bất lợi ở những nốt thấp, nốt trầm. Cho nên thứ nhất là mình chỉnh cái tông của bé. Thứ hai nữa là tụi con phải qua nhiều thời gian, 5 tháng thì tụi con lớn lên, cái giọng của tụi con sẽ đầy đặn hơn. Cái đó là tự nhiên thôi. Còn riêng cá nhân cô thì cô thấy hôm nay con hát rất là cảm xúc. Có những cái giọt nước mắt ở trong câu hát của con, hiểu được cái nhân vật của mình, cái bài hát của mình. Con có cái ưu thế hơn các bạn, đó là con hát được cải lương. Vậy thì cô khuyên con nên tự tin lên. Bạn nào ra sân khấu cũng giống nhau thôi. Mình có lợi thế thì mình phải hiểu được cái lợi thế của mình để mình càng tỏa sáng hơn nha con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Cảm ơn ban giám khảo. Một tràng hô tay cho Trung Hậu. Chúc mừng con. Mời con vào trong. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại tập thi đấu mang tên Tài năng tỏa sáng của 13 bạn thí sinh rất là xuất sắc. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả sẽ yêu thương 13 thí sinh của chúng tôi. Và ngày hôm nay hãy dành một tràng hô tay để chào đón sự quay trở lại của 13 thí sinh. Xin mời. Một tràng hô tay lớn cho 13 tiết mục trong đêm thi Tài năng tỏa sáng. Cảm ơn hai lớp học rất là nhiều vì đã có những sự dàn dựng và đầu tư cũng như ý tưởng cho các tiết mục vô cùng tuyệt vời, chinh phục trái tim của ban giám khảo của chúng tôi. Và như đã nói, vòng thi đấu này chúng ta sẽ có 10 thí sinh, 10 tiết mục sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Thử Tài Suy Nhí vào tuần sau. Và bây giờ sẽ là kết quả đến từ ban giám khảo. Xin mời. Chú Nghĩa sẽ đại diện cho ban giám khảo công bố tên của 3 bạn nhỏ được đi tiếp vào vòng trong. Các con đã rất là cố gắng, nhưng mà nhiều khi chúng ta, người ta nói học tài thi phận mà, đúng không con? Nhiều khi mình lên sân khấu á, có khi mình tỏa sáng, mình thăng hoa, nhưng mà có khi mình không có được hay như những ngày mình đã tập luyện. Cho nên là bây giờ bạn nào mà đi tiếp thì vui, bạn nào mà chưa may mắn dừng lại cũng không lấy làm buồn. Mình tiếp tục về nhà mình rèn luyện. Các con ha, bạn nhỏ đầu tiên
là một bạn mà chú Nghĩa rất là thích. Đó là bạn Nhật Minh. Chúc mừng Nhật Minh. Bạn tiếp theo là bạn có đôi cánh màu trắng, Bảo Hưng. Chúc mừng Bảo Hưng. Tiếp theo chú Nghĩa sẽ gọi tên bạn nhỏ đi tiếp vào vòng trong. Đó là ông vua và bà hoàng hậu Gia Huy Nhất Vương. Chúc mừng cặp đôi rất là xinh đẹp và tiết mục cũng rất là xuất sắc. Chúc mừng các con. Và tiếp theo thì cô xin được phép đại diện cho ban giám khảo để mà đọc ba bạn tiếp theo được lọt vào vòng trong nha. Người đầu tiên đó là một bạn vô cùng xứng đáng, và cô mong là sau khi đạt được ngày hôm nay, được lọt vào vòng trong, thì con tiếp tục tập luyện để không làm cho ba mẹ, thầy cô cũng như tất cả khán giả đã yêu thương con trong suốt những tuần qua. Đó là Mỹ Duyên. Chúc mừng cho Mỹ Duyên, một cô gái và nó có rất nhiều tình cảm trong những vũ điệu của mình. Bạn tiếp theo được lọt vào vòng trong, phải cố gắng hơn nữa, tự tin hơn. Cô chúc mừng Trung Hậu. Trung Hậu, chúc mừng con. Và trong số những cô bé, cậu bé rất là đáng yêu ở đây, ai sẽ được một cái tấm vé tiếp theo nào? Cô xin được chúc mừng Song Thi. Wow, chúc mừng hai chị em sinh đôi. Cô Việt Hương đại diện cho cái nhóm Hương Nghĩa Trang xin đọc tên bạn Thảo My. Chúc mừng Thảo My. Xin đọc tên bạn Gia Hân. Wow, chúc mừng Gia Hân. Hưng ra vô à. Xin đọc tên bạn Phương Nhi. Chúc mừng cho Phương Nhi. Vậy là chúng ta chỉ còn một vé. Một vé. Và chúc mừng Bảo Châu. Một tràng hô tay cho Bảo Châu. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho ba bạn thí sinh rất là xuất sắc của chúng ta trong thử tài siêu nhí. Được không ạ? Hô tay lớn hơn cho ba bạn. Cảm ơn các con đã tham gia chương trình thử tài siêu nhí mùa thứ 3. Xin mời ban giám khảo chúng ta lên sân khấu để chúc mừng các con đã may mắn bước vào vòng trong. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại vòng thi đấu tài năng tỏa sáng của các thí sinh nhí. Và chắc chắn rồi, 10 cái tên sẽ được đi tiếp vào vòng trong, hứa hẹn sẽ mang lại những điều thú vị và hấp dẫn cho chính tất cả quý vị khán giả vào tuần sau. Đừng quên đón xem chương trình Thử Tài Siêu Nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các thí sinh tài năng của chương trình đã mang đến những tiết mục thật đặc sắc trên sân khấu. Trong tập tiếp theo, các siêu nhí còn lại sẽ tiếp tục tranh tài cùng nhau, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn và mới lạ. Siêu nhí nào sẽ nhận được tấm vé bước vào vòng trong? Siêu nhí nào sẽ phải chia tay chương trình? Đón xem tập 11 vòng tài năng tỏa sáng, chương trình thử tài siêu nhí được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ chủ nhật ngày 30 tháng 12 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.